3 vừa rồi cho mình may mắn đúng không? Bây giờ mình chọn số 3 đi ha. Số 3. Và các bạn sẽ lựa chọn nghề nghiệp nào tiếp theo? Nghề nghiệp mà nãy mình định đoán bẻ cong thanh giáo. Cái đó hoặc là múa lân, tùy vợ chọn cái nào. Bẻ cong thanh giáo trước đi. Ok. Này, làm gì ở nhà em cứ tự quyết thế à? Rồi chồng phải theo thế à? Không, anh em thấy chồng rất là gài vợ á. Để kêu em chọn đi, chọn xong kêu ủa, là em chọn cái đó hay là cái kia? Đấy, không, kia là cái lựa chọn. Thật ra mà nói đó là một người chồng rất là tôn trọng vợ. Nhưng mà kêu người ta chọn, chọn xong thì vậy giờ chị chọn đi. Bây giờ em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn cái gì? Dạ, em muốn ăn phở. Phở hay là cơm chiên dương châu? Cơm chiên dương châu đúng không? Châu. Ở nhà chồng em chiên châu thì luôn dương châu. Dạ dạ, cơm chiên dương châu. Ừ, cơm chiên châu nha, một ngày dạ kiểu vậy. Chúng tôi xin được lựa chọn bẻ cong thanh giáo. Hãy cùng gặp gỡ lại với những vị khách mời của chúng tôi. Chúng ta còn 1, 2, 4, 5 và 6. Theo các bạn, ai sẽ là người làm công việc này? Em nghĩ một người mà bẻ được cong thanh giáo phải là một người đô con. Chắc loại trừ luôn anh số 4, thì chỉ có anh số 1 và anh số 5. Thì em nghĩ anh số 5 với cái tướng đứng đấy, với cái cơ bắp đùi, cơ bắp tay, em nghĩ là anh số 5. Thực ra mà nói số 1 và số 5 các bạn phân vân là đúng thôi. Bởi vì nhìn hai bạn ấy có vẻ mạnh mẽ nhất để có thể phù hợp với công việc này. Jay Quân, bạn sẽ lựa chọn số mấy? Số 1 hay số 5? Hôm nay chồng tin vợ luôn đấy, nhân đôi điểm luôn. Em sẽ chọn anh số 5 và nhân đôi điểm. Như vậy là người chơi quyết định đặt ngôi sao may mắn và chọn người chơi số 5 với kỹ năng kung fu bẻ cong thanh sắt. Xin mời bạn bấm chuông để chốt. Rồi, em chọn anh số 5. Chúng ta hãy cùng xem kết quả đúng hay sai. Chính xác. Hãy cùng xem số tiền mà người chơi sẽ nhận được để nhân đôi là bao nhiêu. Xin mời. Khúc này cũng căng này. Một triệu. Một triệu. Một triệu. Như vậy là chúng ta có tổng tiền thưởng lúc này dành cho người chơi là 12 triệu. Vào to, vào to. Chúng tôi xin mời bạn số 5 tiến lên phía trên ạ. Bây giờ là lúc mà bạn hãy tự giới thiệu về mình kỹ hơn, cũng như công việc và thời gian bạn đã làm công việc này. Mình tên là Lý Nguyễn Hải Sơn. Và công việc của mình là shipper. Và sáng chạy thì tối mình tập. Bên Đoàn Lương Sài Gòn Sang Anh Đường là được 6 năm rồi. Là ban đầu là mình tập 3 năm và biểu diễn được 2 năm mấy, cũng gần 3 năm nữa. Là tổng cộng là gần 6 năm. Chú Nguyễn Thanh. Dạ. Em đã bao giờ được xem một tiết mục bẻ cong thanh giáo trực tiếp chưa? Chưa. Trái Quân. Em coi nhiều rồi ạ. Em coi ở đâu? Coi trên TV hả? Không, hồi đó có nhỏ nhỏ có học võ. Trong lớp võ của em là có những cái bậc tiền bối học trước á, là biểu diễn trực tiếp cho coi luôn. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn vô cùng đặc biệt, kỹ năng kung fu bẻ cong thanh giáo. Rất nhiều.
Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng thi thứ 3 được mang tên Trực giác. Chúng ta sẽ cùng đến với phần lựa chọn gói tiền thưởng tiếp theo của người chơi. Xin mời chú Nguyễn Thanh. Em cho chồng em chọn luôn. Dĩ nhiên phải cho chồng chọn rồi. Dám cho hai đứa em chọn không? Dám không? Cho luôn á. Trời hào phóng ghê. 1, 2, 3, đánh cho chồng nhau nha. 1, 2, 3, 5. Các bạn chọn số 5. Vâng. Số 5. Và chúng ta sẽ cùng lựa chọn nghề nghiệp tương ứng với vòng này. Các bạn sẽ lựa chọn nghề nào ạ? Ủa, mình chọn cái múa lân đi chứ. À, chắc cú đi. Em chọn múa lân. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại với những khách mời của chương trình hôm nay. Xin mời. Số 1, số 2, số 4 và số 6. Múa lân dễ mà. Trời, múa lân mà có đâu nhìn khó. Nhìn là biết ai rồi. Nhìn vô là biết rồi. Vậy quyết định của các bạn sẽ là? Dạ số 1 ạ. Số 1. Số 1 tại sao? Tại vì em thấy anh hợp nhất luôn á. Hợp. Chứ còn lại múa lân là em chưa bao giờ em thấy mà phụ nữ múa lân hết. Chắc chắn rồi, chưa bao giờ phụ nữ múa lân. Mà cái anh số 4 thì có cái thứ không múa lân được. Trời, lần nào tóc vàng. Ông đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhiều khi người ta nhỏ con rồi thôi nhưng mà người ta vẫn múa lân được đó. Đúng rồi. Không, nhưng mà vẫn chọn số 1 nha. Thường á, mấy người ốm ốm á sẽ thường làm đầu để cho những người sau khinh lên mới nổi. Chứ như anh số 1 á, anh làm đầu ai khinh anh lên nổi. Ha, câu này có lý nè. Trời ơi, tôi là người có kiến thức mà. Nhiều khi cái anh mà bế anh số 1 kia lên còn to gấp đôi anh số 1 thì sao? Đúng luôn. Nhiều khi anh nó bế anh số 1 lên, anh nó to như cái nhà thì làm sao? Và quyết định của các bạn sẽ là? 1 đi ha. Còn gì nữa? Số 1 đi ạ. Trời, chứ không lẽ giờ chọn số 2. Để chụp bấm cho. Số 1 ạ. Nào, hãy cùng xem liệu số 1 có phải là người múa lân hay không? Xin mời. Chính xác. Và chúng ta hãy cùng xem gói tiền thưởng số 5 là bao nhiêu tiền. 5 triệu. Thấy chưa? Đoán đâu có đó luôn. Ba bình luận hay ho. Tụi em linh lắm. Chúng tôi xin được mời vị khách số 1 tiến lên phía trên. Các bạn đến với chương trình và bạn hãy giới thiệu về mình lại một lần nữa cho mọi người được biết. Vâng, em tên là Lê Văn Dũng, bên làng Lân Sư Gồng, Sandal. Em 16 tuổi ạ. Dũng đi diễn Lân Sư được bao lâu rồi em? Vâng, em đi được 4 năm rồi. Công việc của em thì anh đang thấy là nó chỉ có dịp trong năm thôi. Tết Trung Thu này, rồi những cái việc khai trương này, Tết cổ truyền này. Công việc của em có nhiều không? Dạ, bình thường ạ. Một tháng mấy buổi? Khoảng 4-5 buổi rồi. 4-5 buổi. Em thấy cái nghề này có vất vả không? Vâng, mấy ông mức phải vì năm mới rồi. Em có sẵn sàng mang tới một tiết mục múa lân trên sân khấu của chương trình không? Ok ạ. Bình thường em nói dài nhất là mấy câu? Nói nhiều lắm ạ. Nói nhiều. Dễ thương quá à. Em có đang run không? Đang run ạ. Đang run ạ. Rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ đưa em về đúng cái công việc của mình để em tự tin mà không run nhá. Vâng. Múa lân, xin mời. Thank you.
chúc mừng phần trình diễn của luật sư. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Hai người chơi của chúng ta, cặp vợ chồng Trúng Huyền Thanh và Jay Quân đã xuất sắc vượt qua 3 vòng thi đầu tiên. Họ đang có số tiền thưởng lúc này đang là 17 triệu đồng. Họ sẽ phải lựa chọn công việc tiếp theo và các bạn sẽ lựa chọn. Em chọn đàn guitar đôi. Đàn guitar đôi. Và em sẽ lựa chọn gói tiền thưởng bao nhiêu? Số 1 ạ. Số 1 ạ. Số 1. Xin mời. Hãy cùng gặp gỡ lại những vị khách cuối cùng. Xin mời. Chúng ta còn một nghệ nhân làm đồ chơi giấy, một nghệ sĩ cải lương và một nghệ sĩ chơi đàn guitar đôi. Thật ra mà nói, bây giờ mới là khó vì mọi thứ. Chúng ta thấy rằng một người phụ nữ vẫn có thể chơi được guitar đôi, một người đàn ông vẫn có thể làm được đồ chơi giấy, nữ cũng có thể là nghệ sĩ cải lương và nam cũng có thể là nghệ sĩ cải lương. Các bạn sẽ lựa chọn ai là người chơi đàn guitar đôi? Chắc chắn là chỉ còn số 4 thôi. Em nghĩ là người chơi đàn guitar đôi thì có cái bàn tay như thế nào? Tay người chơi guitar rất là trai. Với cả em thấy anh ấy có cái tướng rất là nghệ sĩ. Có cái mái tóc rất là nghệ sĩ. Thế còn Huyền Thanh, em có giống chồng không? Em cũng nghĩ là anh số 4 luôn á. Và hai cái nghề còn lại á, rất là phù hợp với hai chị nữ còn lại. Từ đầu đến giờ các bạn đã đang đúng bằng lý trí của mình. Nhưng hãy cùng xem liệu lần này các bạn có đúng không. Các bạn chốt, các bạn có thể bấm chuông. Em chọn số 4. Mạnh lên. Quyết định đã được đưa ra và ngay bây giờ sẽ là kết quả. Thôi không, này mình quay đi đi. Mình đừng nhìn nữa. Chính xác, như vậy là khách mời số 4 chính là người chơi đàn guitar đôi. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng số 1 là bao nhiêu. $15 triệu. Chúng ta xin được mời bạn số 4 tiến lên phía trước. Thưa quý vị, đây chính là nghệ sĩ guitar đôi. Nhưng vấn đề guitar đôi chơi như thế nào và nó có cái gì khác biệt với guitar thông thường? Tôi xin được mời bạn hãy giới thiệu về mình một lần nữa và nói về cái đặc thù, cái khác biệt của cái môn nghệ thuật mà bạn theo đuổi. Dạ, em tên là Lê Bửu Trọng. Và cái môn guitar đôi này nó khác với guitar bình thường là, cái guitar bình thường thường là nếu mà để đánh nhạc độc tấu solo thì nó sẽ không được đầy đủ bằng cái guitar đôi. Như vậy là nó sẽ làm cho cái phần trình diễn nó dày hơn, đặc biệt là khi mà đệm đàn cho các ca sĩ hát, có đúng không? Dạ đúng rồi. Em tập guitar đôi này được bao nhiêu lâu rồi? Có phải là em bắt đầu tập guitar bình thường rồi sau đó mới chuyển sang guitar đôi không? Tập guitar bình thường trước và sau đó em thấy nó vẫn chưa có đủ cho nên là em chuyển qua guitar đôi. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em chơi guitar thì được 6 năm, còn guitar đôi em bắt đầu tìm hiểu thì cách đây 2 năm ạ.